Quang Linh từng nói một câu về độ sống ảo của bà nhân vlog khi sang châu Phi làm từ thiện. Giữa lúc drama thụ tinh nhân tạo của bà nhân vlog tên thật là Đức Nhân vẫn đang thu hút sự chú ý, nhiều cư dân mạng đã nhắc lại chuyện sang châu Phi gặp team Quang Linh vlog để làm từ thiện của nữ YouTuber. Được biết hồi tháng 9 2022, Đức Nhân đã lặn lội sang châu Phi gặp team Quang Linh vlog và ở lại đó khoảng một tuần. Tại đây, nữ YouTuber nhiệt tình nấu ăn cho các thành viên team châu Phi và đi trao quà cho người dân bản địa. Tuy nhiên, cư dân mạng còn chú ý đến phản ứng của Quang Linh trong thời gian gặp bà nhân vlog. Theo đó, khi Đức Nhân chuẩn bị về Nhật Bản, cô than thở rằng vì bão nên không biết có về được không, thì nam YouTuber liền phủ phàng: "Thôi bà về đi bà ơi, bà về giùm đi bà ơi, khổ lắm các bạn ơi, ăn có miếng cá mà còn bị bắt nhả ra để chụp ảnh." Sau khi bà Nhân Vlog trở về, cô và Quang Linh Vlog cũng không có bất cứ tương tác gì trên mạng xã hội. Với phản ứng này, nhiều người đã bày tỏ ý kiến trái chiều về chuyến đi của Đức Nhân, một nửa dành cho sự cảm phục của Đức Nhân khi đã không ngại xa xôi để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, một nửa lại cho rằng cô làm màu, học theo Hoa hậu Thùy Tiên và tìm kiếm sự nổi tiếng. Sau khi kết thúc chuyến đi, Đức Nhân đã nhiều lần lên tiếng về sự việc vì rất buồn và stress. Cô khẳng định mình không học theo hoa hậu mà đã có kế hoạch từ trước. Về việc đi từ thiện để hưởng kế sự nổi tiếng với Quang Linh, Đức Nhân mong nhiều người làm như mình, đích thân vượt mấy nghìn km, bất chấp nguy hiểm về sức khỏe và tính mạng. Giờ Nhân chỉ ngồi ăn cũng ra tiền, số tiền Nhân làm từ thiện nếu dùng vào công việc mua bán đất có thể đẻ ra vài trăm đến cả vài tỷ chứ chẳng đùa. Thêm follow, thêm người xem nó không xứng đáng với số tiền, mồ hôi nước mắt, tính mạng, sức khỏe Nhân bỏ ra đâu mọi người. Bà Nhân Vlog nói và cũng tiết lộ số tiền cho chuyến đi rơi vào khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên, những giải thích của Đức Nhân vẫn khiến nhiều người nghi ngại, không hoàn toàn thuyết phục được cư dân mạng.